Tin quán thông tin Reuters hôm nay cho biết là thành phần chống đối chính phủ tại Iraq sau lần chiếm đóng quốc hội khiến các dân biểu phải bỏ chạy thoát thân. Hôm nay là bày tỏ sự phản đối tham nhũng bằng cách chiếm trang web của quốc hội. Trong khi đó, thì bản tin của tờ Washington Post nói rằng hình ảnh của ba người Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản kháng gần đây đã được đưa lên trên trang web của quốc hội Iraq cùng với lời kêu gọi phục thù cho những người hy sinh khi biểu tình ôn hòa và lên án chính phủ là bọn ngu dốt đang lãnh đạo đất nước. Hàng ngàn người Iraq đã xuống đường biểu tình chống chính quyền từ mùa hè năm trước, nhưng số người tham dự đã lên cao hồi đầu năm nay sau khi giáo sĩ giáo phái Shiite tên là Ansar có khuynh hướng thân Iran lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ những người biểu tình này. Sáu tuần trước đây thì những người biểu tình tràn vào quốc hội Iraq trong khu vực xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad rượt đánh các dân biểu bị coi là tham nhũng. Chẳng bao lâu sau đó, chính phủ Iraq loan báo mời chiến dịch tái chiếm thành phố Fallujah từ tay ISIS, một điều mà những người chiếm trang web của quốc hội cáo buộc là chính quyền tìm cách đánh lạc hướng đòi hỏi của người dân.